tại mình cho mà căn cái này notification nó khi dân khởi ta chụp riêng cứ nơi tại đồng nào cái này cứ bị on scope thế mà sau mấy nhóm anh thưa ca bằng hai cam thì mới để dân anh thưa ca sẽ đặt chụp riêng nơi lock screen và đây sản phẩm iPhone chứ không video đấy nhưng còn mà hai sản phẩm Android mà đó để dân anh thưa ca sẽ đặt chụp riêng hay lock tù sạp được khía chụp riêng nó cứ nơi tại đồng nào cái dân anh thưa ca sẽ đặt bán vì chụp lành thơm mó nên dân này thưa mình không thấy nhóm ai chơi like đừng follow nên chỉ cam thì để dân anh thưa ca sẽ đặt chụp riêng nơi background nó sản phẩm tù sạp Android hay ba nhóm đấy cứ chỉ tù sạp LG chúng ở khi nhân khởi thà tiệt tùng UI cảm thấy nâng cấp xa cả para para ấy có việc miền bắc này chỉ cầm tràn nhẹ nhàng đại chúng ở khả năng nâng nhằm ảnh thuật ca sơ chấm điện nó việc có miền chấm điện khăm ai tràn đấy để xa ở vị tiên trên bị YouTube tài mà đòn chúng ưu tòi nhằm cho mà căn chấm điện nâng ở sản phẩm ca sắp nhằm có cho tờ lơ chấm điện nâng chân tới bây nhằm tờ lòng cao với khi nhân khởi thà chấm điện nâng cứ lột bài nâng tại bây nhằm cho mà căn cái này ở notification nâng khi nhân khởi thà chấm điện cứ nơi tại đồng nào cái này cứ bị on scope tệ nâu lơ cái lại notification hay nhầm lock tù sạp bởi nhầm cơ nơi còn nơi tại lưu xâm lên chùm riêng đang đài và đây nhầm anh đã bán được sao có mọi việc chụp chùm riêng là khả năng phép hay khi nhanh thuốc ca tay cảm thấy nằm một tháng đòi dân còn thuốc ca chung một căn Play Store hay nhầm sơ cảm thấy nằm sân để mình chúng ta thu bí khi nhầm anh sơ bài mình máu tóm mắt khi nhầm anh khởi cảm thấy mùi năng nữa chứ cảm thấy để dân anh thuốc ca download free vì mình rate lỏ khi nhầm anh xa bán hay ở con chân nhầm anh chụp khi nhầm anh video cao tiền.